Hello, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì cái tool TMBBAP thì hôm trước thì mình cũng đã giới thiệu cho anh em rồi. Thì có một số bạn hỏi là cái tool này có trên macOS không nha anh em. Thì mình nói là có nha anh em. Thì cái tool này thì sử dụng ở trên Win là đa phần, tại vì các bạn là sử dụng Win rất là nhiều so với Mac nha anh em. Nhưng mà một số bạn hỏi thì mình cũng sẵn mình chia sẻ luôn nha anh em. Thì cái link thì mình sẽ để ở dưới cái video này nha anh em. Rồi, đây là trên mình sử dụng cái tool này trên macOS nha anh em. Anh em chỉ việc tải cái tool này về. Anh em tải cái tool này về rồi chạy cái file này nha anh em. Chạy cái file install này thì nó sẽ ra cái này. Rồi anh em bấm vào chạy cái này bình thường, một cách bình thường nha anh em. Cài đặt. Đó, anh em đợi cho nó update và nó cài đặt xong. Xong xuôi hết. Thì cái đây mình đã cài sẵn rồi nha anh em, nên nó chạy rất là nhanh. Còn anh em cài sau thì chờ chậm hơn xíu nha anh em. Đó. Thì anh em chỉ việc chờ đợi. Thì chức năng của cái tool này thì nó sẽ bypass fix thông báo cho máy đây, hoặc là những máy mà đã restore anh em. Những máy mà đã bypass FR file nhưng mà restore không được anh em, hoặc là đặt lại dùng 2 không được anh em. Thì anh em có thể sử dụng cái tool này để chúng ta restore lại, để bypass sử dụng cái tool Mina nha anh em. Thì cách làm thì nó cũng giống như trên Windows thôi nha anh em. Thì cái đấy thì mình cũng hướng dẫn sơ qua thôi, chủ yếu là mình hướng dẫn, mình giới thiệu cái tool này nha anh em, là nó vẫn làm được trên macOS nha anh em. Đấy. Đó, cái đây là đang cài đặt nha anh em. Khi nào mà nó cài đặt, nó báo down đó, thì chúng ta sẽ mở tool lên nha anh em. Anh em chỉ việc đợi anh tí thôi. Thì cái tool này cũng rất dễ là sử dụng, không cần dùng lệnh gì hết nha anh em. Nó sẽ tự động nó cài đặt cho chúng ta luôn. Những máy mà đã bypass FR file không có thông báo thì anh em chỉ việc bấm vào và fix thông báo luôn. Fix thông báo nhập anh cloud. Cái tool này thì nó có phí nha anh em, phí cũng không bao nhiêu đâu. Còn restore giữ là iOS hiện tại thì hoàn toàn free nha anh em. Tool này thì nếu mà máy Nome dưới 14.5.1 trở lại thì bypass full nghe gọi nha anh em, giá rất là rẻ. Còn trên thì chúng ta chỉ bypass full mà trừ nghe gọi thôi. Còn nếu muốn full nghe gọi nữa thì anh em sử dụng Mina nha. Rồi, như vậy là nó đã cài đặt xem rồi nha anh em. Đã cài đặt xem rồi, anh em chỉ việc tắt cái này. Bạn muốn chấm cái đây vẫn chưa xem nha anh em. Khi nào xem là nó sẽ không có ở đây. Anh em ráng đợi thêm một tí nữa. Nói chung là nó cài đặt đủ driver ở trên con MacBook này. Đó. Thì nhân tiện đây mình cũng nói là bypass iOS 15 vẫn chưa được nha anh em. Một số thành phần thì nó đã đăng lên là nó kêu là đã bypass ok và nhận giá rồi nha anh em. Anh cái tin đó là hoàn toàn sai nha anh em. Anh em nào mà tin tưởng mà lao đầu vào thì mất tiền ngon nha anh em. Khi nào mà anh em lên cái trang này, lên cái trang Jetson này, anh em Jetson.in này nha anh em. Anh em kiểm tra. Nếu mà nó đúng cái phiên bản iOS 0.12.5 nó ra thì anh em mới tin tưởng nha anh em. Còn lại tất cả là lừa đảo thôi nha anh em. Đó, ví dụ vậy. Nó sẽ cập nhật cái phiên bản mới nhất ở trên cái trang này nha anh em. Còn lại tất cả là lừa đảo. Đó, thì mình nói cho anh em cách để còn có bypass trên iOS 15 không cần JavaScript thì đó là bypass MDM nha anh em. Cái đó là xóa quản lý từ xa, thì nó cũng như nói bypass nhưng mà nó không phải là xóa những máy mà dính iCloud nha anh em. Đó là nó bị dính như mã giới hạn vậy đó, chứ không phải là bypass dính tài khoản iCloud.
Đấy, thì mình nói sơ qua về WeBuds iOS 15. Hiện tại thì những nguồn thông tin đáng tin cậy thì nó là sẽ có rồi nha anh em. Rồi thì sau khi anh em cài đặt cái tool xong thì cái tool Temo WeBuds này nó sẽ hiện ở trên cái màn hình desktop của chúng ta nha anh em. Anh em chỉ việc nhấn vào cái logo đây, mở tool lên thì ở đây giao diện của nó nè nha anh em. Nó có là backup file này, đây đối với những máy mà backcode này, đây react lại này, backup file xem mà react lại này. Đó, cái đây read thông tin ID number phone là read ra cái thông tin số điện thoại chủ cũ để mình có thể off nha anh em. Một số trường hợp nếu mà ra đúng số điện thoại cũ thì chúng ta có thể off. Và cái thứ bốn đây là restore tất cả các dữ liệu, cái đây restore giữ lại iOS này, cái đây mình nói nè, fix bank app luôn nha anh em, là fix tài khoản ngân hàng mà nó báo mấy đã giao dịch mà không, nó không cho tải, không cho sử dụng nha anh em. Block reset là cái đây là khóa tất cả, đặt lại dòng 2 này, khóa update này, và dòng reset này, đây fix lỗi trừ 21 cho anh em giao dịch này, reset tool này đó. Thì cái tool này nó có nhiều chức năng nên nha anh em. Đó, rồi thì trước tiên thì chúng ta cũng cần phải giao dịch cái con iPhone này để chúng ta sử dụng cái tool nha anh em. Nói chung hầu hết tất cả các tool đều phải giao dịch để chạy tool, trừ cái tool MDM 6 quản lý từ xa đó, thì anh em order series và không cần giao dịch thì nó vẫn xóa được nha anh em. Nhiều anh em hiểu nhầm cái tool đó là để bypass được trên iOS 15 nha anh em. Đó không phải, cái đó là xóa quản lý từ xa. Rồi anh em giao dịch bình thường nha anh em. Rồi cái này quá quen thuộc với tất cả các anh em rồi, cái này cũng không cần nói nữa nha anh em. Rồi ALL lên. Rồi giờ chúng ta chỉ cần việc mở tool TM bị bắt lên nha anh em. Đó anh em muốn sử dụng dòng nào thì quốc dòng đó thôi. Ví dụ mình đây là mình giới thiệu sơ qua về cái tool xóa giữ lại dữ liệu để cho anh em bypass dùng Mina XT đi, Mina bypass full, thì mình sẽ chọn về dòng số 4, bấm enter nha anh em. Còn anh em chọn dòng khác thì chọn nha anh em. Tiếp theo thì mình xin nói về cái vấn đề mà bypass iOS 15 mà tất cả các anh em đang thấy nha anh em. Các anh em phải phân biệt được giữa iPhone bị khóa tài khoản in cloud và iPhone khóa quản lý từ xa nha anh em. Hai cái này thì nó hoàn toàn khác nhau nha anh em. Thì như anh em đã thấy ở trên một số video ở trên mạng thì báo là bypass được iOS 15 nha anh em, thì là nó bypass xóa quản lý từ xa MBM này nha anh em, MDM này nha anh em. Thì cái này thì xóa được tất cả trên các iOS luôn nha anh em, chứ không phải riêng gì iOS 15 nha anh em. Thì cái này thì không cần Java Jack, cái này là không cần Java Jack. Còn cái khó tài khoản in cloud thì iOS 15 vẫn chưa làm được nha anh em, tại vì cái này nó cần Java Jack thì chúng ta mới có thể vượt được in cloud nha anh em, gọi là bypass đó. Đó anh em cần phân biệt thì cái này thì cũng MDM đó này, không cần Java Jack trên các thiết bị thì anh em có thể sử dụng KBypass, mà cái trường hợp này thì ít gặp lắm nha anh em. Nói chung là lâu lâu nên khó gặp một con quản lý từ xa, nên con này mình cũng không có, nên mình xin nói rõ cái vấn đề này. Thì một số anh em hỏi mình rất là nhiều nha anh em, kêu iOS 15 bypass được rồi mà sao anh nói chưa được. Thì cái này mình xin đính chính lại nha anh em, chưa được nha anh em, mà trong thời gian sắp tới mình nghĩ là sẽ có nha anh em, tại vì nhiều nguồn tin đáng tin cậy nó đã tung là sắp có rồi nha anh em. Đó nên mình làm cái video này mình sẵn mình nói luôn cho anh em phân biệt được giữa khóa tài khoản iCloud và khóa quản lý từ xa. Khóa quản lý từ xa thì có thể là bypass, cũng cho gọi là bypass đi, thì vẫn bỏ qua được cái tài khoản này, nhưng mà không cần mấy, không cần Java Jack và thực hiện trên tất cả các iOS luôn nha anh em, chứ không phải gì riêng iOS 15 đó. Anh em thấy chưa? Thì
Thì cái tool KB Bass đây thì mình cũng để ở dưới cái video luôn. Nếu anh em nào mà gặp trường hợp đó thì anh em có thể sử dụng tải cái tool này. Thì cái tool này thì nó cũng có bi bát có sóng từ iPhone 7 tới iPhone X mà iOS nhỏ hơn 14.5.1 nha anh em. Và đây là bi bát máy mắc email này, thì vẫn hỗ trợ từ 5M tới X. Đây, bi bát không dùng sim, 5M tới X, full thông báo cho anh em. Đó, thì cái tool thì mình sẽ để ở dưới cái video. Đây, còn nếu anh em muốn nữa thì vô trang web của mình nha anh em. Đó, và là tool thì mình sẽ để hết tất cả trong đây, có phí và không có phí đều mình để trong đây nha anh em. Rồi, nếu anh em thấy hay thì hãy like, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh của mình để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Và đặc biệt là giao dịch iOS 15 cũng sắp có rồi, anh em nhớ đăng ký để khi nào có thì mình sẽ thông báo lên nha anh em. Rồi, tạm biệt tất cả các anh em nha.